Ngày 15 tháng 8, Công an quận Bình Tân và huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đợt ra quân lần này chia thành hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 với mục đích kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông liên quan đến ô tô vận tải hành khách và xe container trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn, các điểm trung chuyển đón trả khách không đúng quy định, các tuyến quốc lộ trọng điểm. Trong đó tập trung vào các vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, chở hàng quá khổ quá tải, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ trên tình hình thực tế, các đơn vị sẽ thiết lập các khu vực kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng lực lượng tham gia, sẵn sàng triển khai các phương án khi xảy ra các tình huống phức tạp. Đối với các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở hoặc có hành vi lăng mạ, chống đối, lực lượng chức năng sẽ tiến hành ghi nhận lại hình ảnh đầy đủ, rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết, trong đợt cao điểm này, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra phương tiện vận tải hành khách, xe container sẽ thực hiện đồng bộ ở cả 3 cấp công an theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến, địa bàn được phân công phụ trách nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, phòng PC08 cũng sẽ đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đăng kiểm Việt Nam không kiểm định cho các trường hợp hết niên hạn sử dụng hoặc tiến hành thu hồi phù hiệu vận tải đối với các phương tiện thường xuyên có hành vi vi phạm, không chấp hành nội dung cam kết đã ký,